Kính chào quý vị và các bạn. Một tuần tới, nơi có thời tiết lý tưởng nhất cho các hành trình du lịch đó là các điểm đến thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự báo là nắng đẹp, không khí dễ chịu. Còn với khu vực từ Trung Trung Bộ thì vẫn sẽ có thể có mưa ngắt quãng. Ngày mai, những nơi có mưa sẽ là các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa. Chủ yếu đây là kiểu mưa rào nhẹ. Mưa thì sẽ khiến cho không khí ở Đồng Hới và Huế khá là rét với mức nhiệt là 21 đến 23 độ. Còn Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang trời lạnh 25-26 độ. Còn lại ngày mai thì nắng sẽ xuất hiện ở các thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Phan Thiết cũng như là khu vực Tây Nguyên, Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa. Cường độ nắng không quá gay gắt, nhiệt độ ở ngưỡng vừa phải, không nơi nào vượt quá mức nhiệt 30 độ. Thế nên là quý vị có thể thoải mái trong các hoạt động ở ngoài trời. Riêng thành phố Đà Lạt thì có nắng nhưng mà trời vẫn khá là rét, nhiệt độ cao nhất vào ban ngày chỉ là 19 độ. Nắng sẽ duy trì trong cả 7 ngày tới ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Đây thực sự là thời gian rất thích hợp để quý vị có thể lên kế hoạch khám phá những bãi biển nổi tiếng cũng như là các công trình kiến trúc cổ xưa của người Chăm. Thời tiết thì dễ chịu với mức nhiệt cao nhất vào ban ngày là 29 đến 31 độ, còn thấp nhất về đêm và sáng sớm là 22 đến 24 độ, trời se lạnh. Kon Tum thì cũng là một gợi ý cho quý vị khi mà 7 ngày tới thời tiết cũng khá đẹp. Cái nắng ở vùng cao nguyên không khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu. Trái lại, không khí vẫn rất là dịu mát. Nhiệt độ thì có xu hướng tăng từ 25 tăng lên 28 rồi 29 độ. Tuy nhiên đây vẫn là mức nhiệt dễ chịu. Đến Kon Tum thì quý vị có thể dành thời gian để ghé thăm khu du lịch Măng Đen. Nơi đây được coi là thiên đường sinh thái ở Kon Tum với những thác nước hùng vĩ hoang sơ. Và quý vị cũng có thể trải nghiệm săn mây vào sáng sớm nữa. Cũng là nắng thế nhưng cái nắng ở khu vực Nam Bộ thì gay gắt hơn. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh thì trong cả một tuần tới, ngày nào cũng có mức nhiệt cao là 34 đến 35 độ. Nếu mà quý vị có kế hoạch đến đây thì hãy chuẩn bị thật là kỹ những vật dụng để chống nắng, bảo vệ da và mắt của chúng ta khi ở ngoài trời. Chỉ số tia cực tím những ngày tới thì cũng được cảnh báo ở mức nguy hại rất là cao, mức 9 đến 10. Với thủ đô Hà Nội thì một tuần tới đều là nắng ráo, nắng liên tục thì khiến cho bầu không khí ấm dần lên. Cả ngày và đêm nhiệt độ đều có xu hướng tăng. Ban ngày thì sẽ tăng từ 24 lên 26 rồi 27 độ và về đêm thì cũng tăng lên ạ. Đầu tuần tới là 12, 13 độ và cũng sẽ tăng dần lên mức 16, 17 độ, trời đỡ rét hơn. Đến thủ đô Hà Nội vào dịp này thì quý vị đừng bỏ qua những con phố với hoa ban nở rộ, một vẻ đẹp nên thơ của thủ đô trong những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số địa điểm du lịch khác trên cả nước. Hội thi nhà nông nhu tài đã trở lại, vui vẻ, kịch tính,